Bé này học lớp 5 rồi đúng không? Hả? Học lớp 5 rồi đúng không? Đúng. Cháu xin cảm ơn cô Yến Nhi mà đã cho chúng ta một món quà như này. Cháu xin cảm ơn mà chú cô công tác tốt và cháu cảm ơn cô Yến Nhi mà đang gửi món quà cho gia đình của em. Của cháu không biết nói cái gì, chỉ nói một câu là cảm ơn và chúc cô sức khỏe tốt. Đẩy mạnh cái. Úi, cài vào luôn không nó lại tuột ra đấy. Một ngày đầu đông, tao ra mạch xin gửi tới quý cô bác anh chị một chút hơi lạnh của vùng cao. Chúc quý cô bác anh chị và tất cả mọi người có một mùa đông ấm áp hơn và vui vẻ thôi. Hôm nay là một ngày đầu đông rất là lạnh ở trên này, và hôm nay tao ra mạch lại tiếp tục gửi tới quý cô bác anh chị và mọi người một vài hình ảnh về gia đình lầu Mỹ Xính tiếp tục vận chuyển vật liệu. Đây là những cái chuyến vật liệu thứ hai để chuẩn bị xây dựng công trình tâm huyết và hai căn nhà liền kề. Anh em về được đấy. Hôm nay quên mất là thứ bảy đúng không? Mẹ được nghỉ đúng không? Say. Con. Xe hôm qua đã chuyển hết luôn à? Hôm qua ngã xe có làm sao? Chở em nhẹ thì em chở ít thôi. Mình không khỏe thì chở 3 viên thôi. Bé này học lớp 5 rồi đúng không? Hả? Học lớp 5 rồi đúng không? Đúng. Bé này là rất là siêng, rất là chăm chỉ từ lúc mà có những chuyến vật liệu như này. Rồi, gần hết rồi. Mình là tắm buổi sáng à em? Hả? Tắm buổi sáng à? Sao đầu ướt thế? À, rửa đâu à? Rửa tóc nhỉ? Rửa cả đầu. Anh em ở đây có những cái ngôn từ không thể đỡ được. Rửa tóc, rửa đầu. Với cả là thì em đầu đi bệnh là ngã xe. Đây là công việc vận chuyển gạch để đi qua cái con đường này không hề dễ chút nào cả. Có nhà bê tông ở rồi. Cố lên.
Có xe được em đi đâu hả anh Sính? Có xe được em đi đâu? Hả? Mong phải chở nữa cho nhiều xe nhanh. Cầm một cái lỗ ấy bé. Làm việc đúng. Cẩn thận lại cái như hôm qua đúng không? Đầu viên ở trước nữa à? Đầu viên ở trước á? Đúng rồi, cầm cái lỗ bê dễ hơn. Ilu, ilu. Ở nhà có cái găng tay đấy mấy anh em, ăn mang găng tay lên mà. Anh cầm mấy nhá. Không biết à. Một tí này chở rất khỏe đúng không? À, anh rể này là đến từ Lũng Cú đúng không? Anh là chỗ nào Lũng Cú đấy? Hả? Bán lấy à? Gần cột cờ luôn, gần cột cờ luôn à? Ở ngay xã Lũng Cú à? Ai dạ? Hôm nào lên đấy là phải vào nhà anh uống cốc nước nhé. Từ nhà mình thôi, từ nhà mình đến cột cờ thì chỉ một đi bộ à? Đi bộ 5 phút vào đây. À, thế anh ở ngay chân cột cờ đúng không? Ở dưới đây. Thế thì biết rồi. Thế thì là đúng ở cái bản mông đấy luôn. Chào chú. Chào hai viên nữa chứ. Biết không? Có anh qua làm khoảng 8 viên, 9 viên. À, đây là anh rể đến từ Lũng Cú đây à? Không, qua... anh hôm qua là đi con lễ cơ. Ừ, là đó, ví dụ như đường rồng, đường bê tông như này thì thoải mái nha. Chúng ta còn nhiều hơn. Mấy viên mới được. Ừ. Hôm nay thì lại có thêm hai cái thùng quà của một cô đến từ từ đâu đây? Sóc Trăng. Không xa lắm, ở bên nước ngoài đấy, ở bên của chị Triều Yến Nhi, là một bác ở bên nước ngoài ấy, bác gửi thông qua chị Triều Yến Nhi ở Việt Nam này hai thùng quà, một thùng quà xe em Trọng nữa. Mình cũng chưa biết là hai thùng quà này là gì. Và hai thùng quà này thì có lẽ là trao cho gia đình em Sính, cho đại gia đình luôn. Và nếu có thời gian thì mình sẽ bóc và sẽ chia sẻ lại trong cái video này cho quý cô anh chị cùng xem. Khả năng là để sau đi nhỉ, bây giờ là vận chuyển đã. Hai hộp quà rất là bí mật đến từ nước ngoài, chỉ biết là như vậy, của chị Thiều Yến Nhi gửi đây. Rất là lâu rồi, gửi thông qua một cái hình thức chuyển phát từ nước ngoài thì đây một hình thức mới mà tao ra mày nhận quà từ nước ngoài. Này. Đấy, con đau tí nào? Không đau đâu. Không em bé thì em chở yếu thì em chở 3 viên thôi. Lấy con xem em đâu? 6 viên luôn. 6 viên gạch là nặng hơn em gấp và sao nào? Mỗi một viên là 17 cân. 6 viên thì nó sẽ là vào hơn một trăm đôi rồi đấy. Đâu 3 viên là 51 cân. 3 viên là hơn một tạ rồi gì nữa, gấp đôi rồi, gấp 3 lần cái cân nặng của thằng Vành rồi. Siêu thật sự. Từ từ để anh dòng xe mà anh đang
chị đến chỉ lấy mật sợ, lấy cái sáp kia thôi à? Trời có quạ kêu rất sợ nhá. Cái xe này quá rách rồi nhỉ. Ngày xưa là mua 7 triệu đúng không? Cái của 6 triệu, cái của lành mới là 7 triệu nhỉ. Hơn một tí à? 12 triệu. 12 triệu à? 10 triệu 400. 10 triệu 400 à? Hai anh em là đều mua xe cũ hết nhỉ. Đúng rồi. Và còn một cái xe The Dream cũ của là của em à? Vâng. À. Thế bây giờ cái đấy cho Vành đi thôi. Ờ, cứ chở mà đi thôi nhỉ. Xong thì bơm xăng vào, thay nhớt vào. Thế là cả ba anh em đều có xe nhỉ, nếu như thế. Cái kia chưa update xong thì em mua cái này không thay nhớt rồi đấy. Từ Tết đến giờ rồi. Vâng. Ôi giời ơi, thế này nó sắp nhả khói rồi đấy em ạ. Em mới bảo thằng Sính đi thì thay một chân nhớt vào cho. À, cái trắng cái gì? Vâng. À, nó vừa đi thay nhớt rồi. Cố lên. Làm sáu viên chứ. Thanh niên này thì còn nhỏ nhưng mà rất nhiệt tình luôn. Từ lúc mà những cái chuyến gạch đầu tiên đến thì Tao Giang Mạch cũng đã thời gặp rồi. Tuy nhiên thì không quay bởi vì là bé còn quá nhỏ. Quay nhiều thì lại sợ các bác lại chửi, bảo là bóc lột sức lao động của các cháu. Tuy nhiên thì ở trên vùng cao thì bất cứ có một cái kỳ cuộc gì, hoặc là có một cái hội họp, hoặc là có một cái công việc gì của hàng xóm ấy, thì các cháu nhỏ đến các cháu lớn đều rất là háo hức để giúp đỡ. Đó. Ngày thường thì bạn này đi học nên là không đến giúp được, còn những ngày cuối tuần này thì bạn mới có thể có thời gian đến để giúp những cái công việc gọi là nhẹ thôi, trong cái tầm tay thôi. Tầm này ở dưới xuôi thì chắc cũng vẫn đang xem tivi và xem hoạt hình. Tuy nhiên trên này thì bây giờ là lấy cỏ bò, là 4-5 giờ sáng là đi lấy cỏ bò rồi. Ừ. Đúng rồi, em gì nhỉ? Chở à? Chở chở. Ý, lại 6 viên à? Được không đấy? Hôm qua vừa vỡ yếm xong đấy. Người 38 cân nhưng mà chở chở cả 1 tấn à đâu 1 tạ 2. Đi cẩn thận nhé. Tí tí về lấy cái đội mũ đội vào. Trong cái quá trình mình di chuyển này thì nó an toàn hơn. Nó ấm với nó an toàn hơn. Long hết luôn à? Ngày trước là lành lấy cái xe đấy tán vợ à? Cái đấy ông ngoại cho. À, tức nghĩa là xe này là xe của vợ. Ông ngoại cho vợ đúng không? Về làm dâu là được cái con xe The Dream này. Ấy già, thế thanh niên này lấy vợ là lãi đấy, vừa được vợ vừa được xe. Tính ra bây giờ là ba anh em có xe hết nhỉ. Đấy. Nhưng mà bây giờ thì mình đã kết xe cố như thế này đẹp trai rồi. Vẫn biết là dắt cái xe cũ là không đẹp trai à? Thế phải cố gắng lên nhá. Cố gắng lên thì mới có xe mới thì mới đẹp trai được. Em thì em không muốn xe nữa. Muốn xe cũ là nghèo thì À. Sao bọn em cứ có quan điểm là người nghèo là phải thế này, người nghèo là phải thế kia nhỉ? Tại sao mình không cố gắng lên để mình thế kia, mình thì khác đi? Mà em lúc nào em tư duy cũng là cứ nghèo là phải... Người Mông nghèo thì ăn mẻn mén thôi, không phải đâu. Phải cố gắng lên để ăn thịt lợn chứ, phải ăn thịt các thứ chứ, đúng không? Đấy, mình không thể nào mà mặc cho cái số phận của mình là cứ nghèo là mình phải thế này thế kia cả. Như thế là mình đang thỏa hiệp với bản thân mình. Mình đang không muốn cố gắng. Chắc là cố gắng thôi, nếu mà cái chí này là không có máy rồi. Ừ. Có chí ấy không có tiền rồi đâu ra. Làm cái gì? Có chí nhưng mà mình phải cố gắng. Tất nhiên là cố gắng thì chưa chắc đã thành công, nhưng mà không cố gắng thì không bao giờ sẽ thành công được em ạ. Đúng rồi. Ngày mai đi mua bò nhé, sáng mai. Nhớ không đấy? Mai là chủ nhiệm. Do mà. Em thích mua ở chợ hoặc là em quen ai biết ai bán bò thì em có giới thiệu với anh chỉ cầm tiền thôi mà. Chắc là không có ai. Nhưng mà đi chợ thì phải đi sớm đấy. Thì mới được bò đẹp. Sợ anh thôi, em thì gặp chợ. Anh cũng không sao cả, anh cũng sớm được mà. 3 giờ hay là thế nào đấy? Yep, 3 giờ làm gì có ai đi chợ rồi.
Ngày mai không phải ăn cơm được, ra chợ anh em mình làm một bát phở đã, nóng nóng đã, xong mình đi mua bò. Tầm 7 giờ đến chợ là vừa. 7 giờ là họ có bò rồi. Hả? Có chứ, chú phải tin anh chứ. Anh sợ là anh không mời em này. À có chứ. Ngày mai là vật liệu nó vào thì mình 9 giờ này mình chở mình mua được bò là mình tiếp tục. Quýt, không được chứ. Mua mất để nó không có sợ. Phanh. Xem cái phanh nhá, quan trọng nhất cái phanh này. Anh giải bảo đấy. Anh giải nó chở 6 viên này, nó bảo là ôi giờ cái xe cố này thì cho 10 viên luôn. Không, vấn đề là phanh các thứ nó ổn, chứ còn xe cũ thì mình chở nhiều mình không sót. Thì chứ là không ăn gì đâu. Có ăn không? Phanh ổn là mình ổn, chứ còn xe cũ thì không sợ nó hỏng đâu. Đằng nào nó chả hỏng rồi đúng không? Đấy. Nhưng sao là mình đi an toàn là cái quan trọng nhất. Cái dây ga rồi. Không lên. Ui, cái xe của chú ấy hỏng hết rồi. Ui, kêu cà lạc cái này có đi đường luôn đấy. Sợ không có đồng hành cùng anh đi bản được nữa thì dở đấy. Đây là con xe mà em Trọng đồng hành với mình từ trước giờ rồi. Chú mà hỏng xe là không có xe để mà thổ đồ đi với anh trong xóm nữa đâu đấy. Cũ quá rồi nhỉ. Con ốc này nó còn ra rồi mà. Ui. Hỏng hết rồi. Chắc là chở đồ nặng quá. Mấy lần trước là đi anh em mình chở đồ là toàn chở được cái đồ nặng thôi. Này review con xe của em Trọng, nhân vật đồng hành với Tam Giấc Mạch. Xe vá víu các thứ. Đèn thì thay rất nhiều lần rồi. Đi sau thì toàn xì khói này. Xe nó. Cái này. Bây giờ thì đi vào trong nhà đi. Mở quà nhá. Lại là mở quà tiếp. Tiếp tục lại là một món quà. Đi qua đường dưới đi. Bò phá rồi, bò đi đâu rồi? Bò? Sửa sang nhà em rồi. À, bò chuyển sang nhà em rồi à? Thế sửa lại cái chuồng bò nhà em chưa? Mai mua một con nữa là đông đấy. Hai hôm không vào là đã phá giải phóng cái chuồng bò rồi. Đã lộ nguyên cái chỗ mà chó úa rồi. Rồi, bò chiếu ra thế nào? Mở quà đi. Hôm nay là một món quà tiếp đây. Đây, tất cả là món quà bên trong này, có những quà này đây. Ở bên sân bay thì họ kê khai rất là cụ thể, có hình ảnh kèm theo nữa đấy. Đây là một món quà của, trên này ghi là của chị Thiều Yến Nhi. Thiều Yến Nhi là của một bác ở nước ngoài cơ. Chị Thiều Yến Nhi ở Việt Nam là người mà trực tiếp đóng cái hàng này gửi lại. Mua cha chỉ lo khi là mà.
tiếp tục là một món quà đến từ nước ngoài nữa. Xin chân thành cảm ơn gia đình chị Thiều Yến Nhi đã có những món quà, có những hộp quà để đồng hành với toàn văn mạch. Đây là ngôi nhà đã vuông vắn tròn trịa rồi, và sẽ tạm thời sẽ di chuyển nhà của anh bác lầu nấu cấu sang bên này ở. Sau khi làm xong cửa các thứ ấy, rồi xây xong công trình ở bên này, thì anh em mình sẽ tiếp tục lát gạch, rồi là rồi sao nào, quà gì đây, có ở đâu, hình ảnh có kẹo nữa đấy, có nhắn gửi là gửi cho lầu Mỹ Vành và bà con hàng xóm hay sao ấy, đúng không? Đây toàn là tiếng Anh hết thôi. Rồi Vành, em mở quà đi, em mở ra xem nào. Tất cả ở đâu? Cả Túng, em ra xem, nếu mà có đồ nào vừa em cũng có thể lấy luôn. Thanh niên này lạnh như thế này, anh ưu tiên cho em tìm đi cái nào vừa em lấy nhanh, được chưa? Rửa tay đi, có nước mà. Đấy, cái này vừa mày đấy em ơi. Đúng, cái này mùa hè mặc là quá đẹp. Lạ chưa giờ đó. Đi ở chợ là. Rồi vào chọn đi. Em say đúng không? Cái nào vừa em chọn đi. Cho vợ thôi chứ không phải là cho con vợ nhá. Cho luôn đấy. Đây, anh con na cu sở sách. Vừa luôn đi mê hay cơ. Quá đẹp. Ôi, nhỏ lì mà một cẩn thở mà. Cô giấu mà nhả hay ngơ. Mặc luôn nha. Cái này của đi làm cởi ra nhá. Mặc luôn để thấy cái mới luôn. Nhưng mà nhớ là phải giữ gìn sạch sẽ, hiểu không? Say. Đâu được, bé cá đây. Có phải say không? Tê lỏ nào? Đúng rồi, giờ say rồi. Bắt lửa cho chim à. Quá đẹp luôn. Ok. Nhớ nhá, mặc áo bây giờ cái cổ mình phải để xuống cho đẹp nhá. Mình không thể để như này được, không nên như này. Nhá. Bây giờ trở cái diện như này. Mặc thử luôn xem có vừa không? Có đẹp trai không? Từ từ nhá. Có bánh kẹo, bỏ bánh kẹo ra cho các cháu đã. Có kem đánh răng nữa nhá. Đấy, tờ kẹo sô cô la đây. Ui. Có vẻ ngon bánh đấy nhỉ. Bánh panda đây. Ngon. Anh em không có là cái này. Lấy hết đồ ra đã biết chưa? Cái này rồi. Thế anh cơ. Quá đẹp em. Hơi nhỏ tí nhưng mà đẹp, em mặc thêm cái áo ngoài nữa. Không được chứ, em mặc áo đó. Mặc luôn. Quá đẹp. Dạ. Ôi, tôi chụp cái ra tí nữa làm. Gộn hết. Cái này không lấy gì em cho mẹ. Mẹ mặc đẹp. Đẹp á. Cầm cho mẹ. Đẹp, trai rồi. Nhưng mà hơi ngắn tí nhỉ. Anh. Cúi sướng hổ mông. Đúng rồi, quay lên nào. Đây, tôi chụp cô bác. Sai. Cho nên là mùa đông mặc là ấm lắm đấy. Đúng là cơ luôn. Đúng là. Đúng là.
Trai hay là gái nhỉ? Trai cũng là một gái được. Đây, đây là chắc là mấy cái bàn chải nhỏ nhỏ này dành cho trẻ em đi. Ngoài ra còn có kem đánh răng nữa. Tất cả những kem đánh răng này là của thương hiệu bên nước ngoài hết nhé các bác nhé. Còn các mạch thì là không giỏi về nước ngoài nên ra là không thể lấy được. Hôm nay cái món quà là ok em đây. Đây. Cảm ơn anh nhé. Tại vì là gia đình nhà Xính được nhiều quá rồi. Đại gia đình nhà Xính được nhiều quá nên là nhà em có mấy người? Đây đây. Ba cái đi. Đây, tại vì là trước kia là Huân cũng đã mua được gần đầy đủ rồi. Xong thì các cái món quà của cô Huệ cũng xin cảm ơn thầy. Lại tiếp tục đầy đủ nữa nên là Tân Giác Mạch xin phép chia cái chỗ này cho em Túng. Em đang học 12. Cái này là để tắm này. Đấy, cái này để tắm, đây có 2 bánh nữa này. Đây có 2 bánh nữa. Cho em Túng một bánh đi. Đây. Cái này biết dùng chưa? Cái này chưa biết nhưng mà đã thử rồi. Đã thử rồi đúng không? Không nói nữa. Cho em 3 cái khăn nữa Túng. Cái khăn ấy. À, xay được chưa nhỉ? Xay, hôm trước cho chưa nhỉ? Khăn mặt với cả cái này răng cho rồi đúng không? Ừ, đây, 3 cái. Nhìn cái này cái này mặc đẹp chứ. Đây, 3 cái nhé. Xin cảm ơn nhé. Ừ, rồi. Nhiều đồ quá. Yên tâm, mùa đông này không sợ lạnh nữa. Nhưng mà tất cả nhớ anh dặn nha, những cái đồ này được tặng thì mình sử dụng làm sao đừng để bẩn nhé. Mình cứ mặc xong mình giặt rũ đi thôi, sạch sẽ. Chắc có cái nào vừa em gái của Xính ấy. Cái này là con trai của bố chứ. Cái này là vành trọn hết rồi đúng không? Cái này vừa vành đúng không? Quần áo thể thao mùa hè mặc đi bắt ong thì hút rồi nhá. Nó đốt cho sướng người luôn. Ở quần hông em xin 2 cái đi cho hai cháu được không? Đấy, em chọn đi, chọn cho cái cháu mà Bạch tặng đấy. Em cứ thấy cái nào vừa chọn vừa người nhà mình em cứ chọn đi. Bởi vì là gia đình nhà Xính cũng được rất là nhiều rồi, bây giờ mọi người cùng nhau chọn đi. Cùng nhau chọn đi. Quà là mình chia đều hết bởi vì nhìn mình cái này cũng được. Nhìn cái này có vẻ đẹp. Cái nào mà vừa cháu em thì em cứ cầm về. Đây, quần bé nhá. Cái này thì hơi bé, cháu của em chắc là bé lắm. Cái này là của con gái. Con gái à? Cái này là của con gái. Cái này con trai được. Màu như này con trai được. Cái này nó sốt chua mà. Thông hợp thì mình mặc ở nhà đúng không? Ra ngoài thì mình mặc cái đẹp hơn đúng không? Cả như anh ở nhà anh còn mặc quần áo rách đi làm ấy chứ có phải là lúc nào mặc quần áo tươm tất đâu. Đây nữa này đúng mấy cái quần này là quần giữ nhiệt đi cổng cả đi mà quần trai cả nhà đi con gái thì là của con gái thì thôi cái này thì hợp với anh rồi. Như vậy là trao xong quà nhé. Nhớ mà giống lắm. Nát kia nè. Bây giờ mặc luôn á. Cháu xin cảm ơn cô Yến Nhi mà đã cho chúng ta một món quà như này. Cháu xin cảm ơn mà chú cô công tác tốt và ở gia đình có một nhiệm vụ tốt và hoàn thành mọi công việc như ý nó. Cháu xin cảm ơn. Cháu cảm ơn cô Yến Nhi mà đang gửi món quà cho gia đình của em. Của cháu không biết nói cái gì, chỉ nói một câu là cảm ơn và chúc cô sức khỏe tốt. Đồ chí pháo. Vâng, hãy sơ tinh mũ sư tàu này. Cháu xin cảm ơn các cô anh chị của mọi người gửi quà gia đình cho ba anh em. Nhưng mà chính là cho ba anh em. Nhưng mà cháu không biết nói gì thì cháu nói một câu là chính là cảm ơn. Chúc cô sức khỏe tốt. Em đây là một cái cơ hội tốt để em học được cách cảm ơn. Cái này là cô Yên Nhi, Yến Nhi. Cô Yên Nhi cũng đã từng có quà với gia đình em rồi đấy. Cháu có anh nhiều cô Yên Nhi gửi quà cho gia đình bọn em. Cháu...
được quản cho gia đình bọn em. Cứ làm cảm ơn rất nhiều. Chúc sức khỏe cô. Rồi, thế thôi nhỉ. Cố gắng, cần phải cố gắng hơn thật nhiều vì là văn ôn võ luyện mà, mình phải nói thật nhiều nhỉ. Được rồi, như vậy thôi nhỉ. Ý là sợ bẩn nè. Mình đi làm thì mình mặc quần áo đi làm, còn ở nhà thì vào đi học, còn đi chơi, còn đi chợ thì mình mặc quần áo sạch hơn. À, có túi bóng này. Đi xin cái túi để tí. Không, em cho cái thùng này hơn, một cái thùng này hơn. Cái thùng này tí trở về. Đúng không? Cái thùng tí trở về. Dạ. Ôi nhưng mà... Rồi, xong, nha. Tao Gia Mạch xin chân thành cảm ơn món quà của chị Kiều Yến Nhi, bao gồm những cái bộ quần áo, khăn mặt, rồi là bàn chải đánh răng nữa, bánh kẹo cho các cháu nữa, xà bông tắm nữa. Đây, tất cả cái niềm vui của mọi người thì Tao Gia Mạch xin phép được san sẻ ra, bởi vì gia đình của em Xính thì cũng đã gần như là bão hòa quà rồi. Tất nhiên thì tất cả những cái thùng hàng vẫn đang liên tục chuyển về đây, thì cũng luôn kèm với dòng chữ là đại gia đình em Lầu Mỹ Vành và bà con hàng xóm. Thì khả năng nếu không đến được với tất cả mọi người đây thì Tao Gia Mạch cũng sẽ san sẻ những món quà tại khu vực khác nữa, bởi vì là không nên để quà vào một nơi quá là nhiều. Đấy là Tao Gia Mạch có quan điểm làm việc như vậy, vì gia đình em Xính thì từ khi mà khởi công nhà đến bây giờ thì quà nó là vô vàn, nó nhiều rồi. Tuy nhiên thì cũng đều rất là trân trọng những cái món quà đấy. Thì trước khi kết thúc video này thì Tao Gia Mạch cũng một lần nữa cảm ơn tất cả các bác anh chị Mạnh Thường Quân đã tin tưởng đồng hành cùng anh em mình và hướng về gia đình, đại gia đình Lầu Mỹ Xính. Tiến tới thì anh em mình sẽ tiếp tục liên tục chia sẻ những cái video chia sẻ về công trình mà anh em mình đang theo đuổi, đang hoàn thành đây. Chúc tất cả mọi người có một cái mùa đông ấm áp hơn, để chúng ta cũng cùng nhau san sẻ cái hơi ấm từ miền xuôi lên miền ngược. Xin chào và xin cảm ơn. Chơi bọn em đi cùng các anh chị đi.